Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Hôm trước thì mình có dẫn các bạn cách để tải cái tựa game Call of Duty ở trên thiết bị Android. Và ngày hôm nay sẽ tới các thiết bị iPhone của chúng ta chạy iOS nhé. Cách làm sẽ hơi lòng vòng hơn Android chỉ một xíu thôi. Các bạn chú ý theo dõi là sẽ làm được. Còn bây giờ thì mình mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu cách tải Call of Duty ở trên thiết bị iOS của chúng ta. Nếu như các bạn đang quan tâm tới iPhone 6s giống như mình có ở trong video này thì các bạn đừng quên truy cập đường link của Di Động Việt, mình sẽ để ở phần mô tả của video. Các bạn truy cập vào đó để có mức giá tốt nhất từ Di Động Việt. Chắc chắn là bây giờ ở App Store Việt Nam các bạn sẽ không tìm được tựa game này rồi. Đây mình sẽ thử tìm luôn cho các bạn xem. Call of Duty. Chả biết Duty hay Duty ta, chắc là Duty thì đúng hơn. Và các bạn thấy ngay từ game đầu tiên là Mortal Kombat 5 này, Modern Striker Online, Cyber Hunter và tất nhiên là không có tựa game này. Và để tải được các bạn sẽ cần chuyển App Store sang một nước khác. Và nước ở đây mình gợi ý các bạn đó chính là Đài Loan hay còn gọi là Taiwan của chúng ta. Để chuyển được các bạn sẽ vào trong App Store, sau đó nhấn cho mình vào phần avatar của bạn ở đây. Bạn chọn tiếp cho mình phần tên tài khoản iCloud của bạn, ở đây của mình là Check Game. Rồi bạn sẽ nhập cho mình mật khẩu vào nhé. Tới bước này thì các bạn sẽ chọn cho mình phần quốc gia vùng. Ok, thay đổi quốc gia hoặc vùng. Ở đây bạn kéo xuống và tìm tới Đài Loan cho mình. Đây, Đài Loan đây, nằm ngay dưới Đại Hàn Dân Quốc, nhấn vào. Ok, đồng ý. Đồng ý. Đến bước này thì bạn nhấn cho mình cái dòng thứ 3 từ trên xuống dưới. Ok nhá, đến đây này, bạn nhấn chữ tiếp theo. Nó sẽ báo đỏ một số những ô nhất định và bạn nhập thông tin vào những ô này. Các bạn có thể nhập giống y hệt mình cũng được. Taiwan. Rồi, ở dưới này mình không biết là gì cả thì mình cứ chọn bừa một cái. Ví dụ mình chọn cái này đi. Số điện thoại đúng không? Mình sẽ nhập là 321. Ở đằng này mình nhập 123 này, gì đó. Đấy, chung nhập 6-7 số thì vào các bạn ạ. Tiếp theo, không bị đỏ là bạn đã thành công. Ok, và như vậy là mình chuyển sang Đài Loan thành công rồi. Giờ mình sẽ tìm thử Call of Duty nhá. Các bạn chú ý là chuyển sang ra tiếng Trung giản thể đấy, chứ không phải là còn tiếng Anh nữa đâu. Và đây là bản Call of Duty của chúng ta, phiên bản có chữ Garena này. Các bạn tải về và cách chơi sẽ giống y hệt như phiên bản Android trước mình hướng dẫn. Có lẽ là mình sẽ bỏ qua cái bước là vào game và chơi thử. Bởi vì các bạn nào đã xem video trước mình làm Android rồi ấy, thì cái game này sẽ giống như thế. Các bạn có phần đăng nhập bằng Garena luôn. Ở đây để mình nhập mật khẩu cho nhanh đi. Tự nhiên là bị lỗi phần vân tay. Và như các bạn thấy là tựa game của mình đã bắt đầu tải về rồi. Sau khi tải về xong các bạn có thể vào để thưởng thức và chơi tựa game này nhá. Vậy thì chúng ta sau khi mà đã chuyển sang bên Đài Loan này, các bạn tải được game về rồi, các bạn lại muốn quay về App Store Việt Nam thì các bạn làm thế nào? Mình sẽ dẫn các bạn luôn, bởi vì mình biết rằng là cái việc chuyển về nó hơi vất vả một chút. Các bạn lại làm cho mình những bước như ban đầu là vào App Store này, sau đó bạn nhấn vào phần tìm kiếm, bạn chọn phần avatar. Đấy, bạn thấy không? Bây giờ nó chuyển sang là toàn bằng tiếng Tàu hết rồi. Bạn chọn cho mình vào cái phần tên iCloud. Ở đây bạn chọn cho mình dòng thứ 3 từ trên xuống dưới, 1 2 3. Ok, thay đổi quốc gia hoặc vùng. Nếu mà yêu cầu nhập mật khẩu thì bạn nhập vào nhá. Bây giờ mới là cái phần khó, phải tìm xem đâu là Việt Nam này. Đầu tiên anh em cứ vuốt xuống dưới cùng cho mình. Sau khi vuốt xuống dưới cùng xong thì bây giờ các bạn hãy nhìn cho mình sang bên tay phải. Mình sẽ để cái biểu tượng chữ Việt Nam ở đây. Các bạn hãy tìm cho mình chính xác cái chữ bên trái này giống với chữ bên phải của chúng ta để các bạn nhập vào. Đây, bây giờ mình sẽ tìm đến phần Việt Nam nhá. Đây là Việt Nam của chúng ta. Vâng, mình đã tìm được rồi. Nhấn vào thôi. Ok, tiếng Việt xuất hiện lại rồi anh em ơi, đồng ý. Cái này cũng đồng ý luôn. Rồi, đến bước tiếp theo bạn chọn cho mình là phần không ở đây để không nhập bất kỳ thông tin gì cả. Còn cái phần ở dưới này ấy, thì bạn biết không, chúng ta lại phải nhấn vào nút tiếp theo thôi. Để xem cái nào đỏ thì bạn nhập cái đấy vào. Đường ở đây đúng không, ví dụ như là mình nhập đường là Hồ Chí Minh đi. Đó, thành phố ở đây mình cũng nhập là Hồ Chí Minh luôn. Rồi, số điện thoại đúng không, bạn có thể nhập bừa cho mình cũng được. Nhưng mình cứ nhập là 84 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 số đi. Rồi, tiếp theo. Ok, hoàn thành. Bụp, và mình đã quay trở về với App Store Việt Nam. Đấy, như các bạn thấy này, ứng dụng của mình lại quay về toàn tiếng Việt rồi. Mình thử gõ Vietcombank thì mình cũng tìm được luôn ứng dụng Vietcombank ở đây. Và quay ra ngoài để xem game còn tải không nào. Game của chúng ta vẫn đang tải các bạn nhá. Chúc các bạn có những phút giây chơi game Call of Duty vui vẻ trên thiết bị iOS của chúng ta, hay cụ thể hơn là iPhone, iPad. Và các bạn thấy thủ thuật này hay thì các bạn đừng quên một like, một sub cho kênh của Di Động Việt. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.